Chào mừng bạn đến với bài phân tích chứng tím số 76 ngày 20 tháng 3. Như những cái bài phân tích trước đây thì tôi luôn nhận định là đứng dưới vùng 1071 là chắc chắn thị trường sẽ có cái cú sụt giảm để hoàn thiện nốt cái nhịp điều chỉnh từ sóng B đi về sóng C. Và kỳ vọng của nhịp này ít nhất thì nó cũng sẽ dưới 1.000 điểm chỉ số và hướng tới vùng 966. Và ở cái bài phân tích tuần trước thì tôi có khuyến nghị nhà đầu tư là vùng quanh cái ngưỡng 1050 thì anh chị em nên đứng ngoài thị trường, bởi vì cái xu hướng nó đã càng ngày nó càng hiện rõ cái nhịp điều chỉnh. Thế vậy là cần quan sát thêm anh chị nhé, ít nhất là nó cũng phải về quanh cái ngưỡng 966 thì lúc đấy chúng ta mới quan sát và chúng ta có quyết định vào hay không. Còn bây giờ thì thôi đứng ngoài. Thứ nhất là còn 1-2 hôm nữa thì tin liên quan đến chính sách lãi suất được xuất bản, và lúc đấy thì chúng ta hãy chờ đợi thêm. Và đặc biệt các bạn cập nhật liên tục các cái tin tức liên quan đến tình hình kinh tế toàn cầu. Liên tục có những cái vụ ảnh hưởng đến các hệ thống ngân hàng và chúng ta cần phải cập nhật liên tục nhé. Chúc tất cả quý vị luôn đầu tư thành công.